Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lũng Vân, đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi, động viên thí sinh và cán bộ làm công tác coi thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Lũng Vân, kỳ thi tốt nghiệp năm nay có 3 phòng thi với 69 thí sinh đăng ký dự thi. Qua thăm nắm tình hình thực tế và báo cáo của Hội đồng làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi, đồng chí Mạc Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, đúng thời gian trong triển khai nhiệm vụ của hội đồng thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trong ngày 26, các em học sinh đã có mặt tại trường để làm các thủ tục cần thiết và học quy chế kỳ thi theo đúng quy định, tạo tâm thế tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.